mẹ chuẩn bị đi chùa xăm xăm đầu năm. Thì mẹ biết là các bạn cũng rất là có thói quen đi chùa xăm xăm đầu năm, thì mẹ chia sẻ với các bạn một cái điểm mà chùa ở gần nhà mèo mà rất nhiều người ở Bến Tre là cái chùa ông. Ai cũng đến đây xin xăm đầu năm tại vì ông ở đây xin xăm rất là linh. Nên ngoài việc các bạn đi chùa cúng ở các chùa khác đó, thì ở cái đây là cái miếu miếu cái đình nhỏ thôi cúng ông nhưng mà rất là linh luôn á. Nếu có gì mình sẽ làm một video kể về những cái giai thoại mà linh của chùa ông cho mọi người nghe. Nhưng mà đầu năm ngày cũng đến đây xin xăm hết, thì ngoại của mèo vừa xin được một lá xăm số 100 thuận thượng. Thì bây giờ mèo sẽ đi thử xem xin thử thôi là năm nay của mình sẽ như thế nào, thì mọi người đi theo mèo nhé. Đây là cái chùa ông mà có từ lúc mẹ không biết có từ khi nào, nhưng mà còn mẹ còn nhỏ xíu là mẹ đã có đây rồi. Nhỏ thấy đi chùa không? Coi tài lộc, coi tuổi năm mới, coi tuổi đầu năm, coi tuổi sao. Giờ trống nhiều nó vô được rồi đó. Đúng rồi. Ừ. Vô được không? Đến đây thì các bạn sẽ có ngang sẵn của chùa để đây cho các bạn mấy ba cây.
không có mà chị. Ông đưa cái xăm, lấy cái xăm. Nếu mà đi được, có xin keo là nếu mà keo mà chấp nhận á là đi được, còn nếu không là cãi lời ông là có không? Có, đây là bao nhiêu người ta đi ra thối luôn cho mở lại hết, chứ ta kiếp đi. Ngoại đó nó sẽ không? Không, ngoại đó có đi đâu. Ngoại có đi Diệp Viên. Thì hôm nay Mèo đi đã đây là mùng 3 rồi. Nên vắng, mọi người mà đi mùng 1 quá là không chen vô nổi luôn á. Thì tại vì rất là linh, Mèo rảnh Mèo sẽ dụ ngoại ngồi kể cho nghe một số cái giai thoại ở chùa ông này, để mọi người biết linh như thế nào. Nếu mà mọi người về đây đi thì chùa ông ngay góc đường của đường Hoàng Lam và đường này.